Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tất cả mọi sự rồi qua đi, nhưng những người nào có lời Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Cho nên tôi muốn anh chị em khắc ghi điều này, rất quan trọng. Bởi vậy cho nên Kinh Thánh chép rằng chúng ta là dòng dõi được tái sanh, không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi lời hằng sống còn lại đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tái sanh bởi lời. Nhờ anh chị em nghe Kinh Thánh, tin Kinh Thánh. Khi anh em nghe và tin thì Đức Thánh Linh đến dùng lời đó tái sanh anh chị em, và anh chị em trở thành một người khác hoàn toàn, một dòng dõi khác, một bản chất khác. Anh em không còn ở dưới đất nữa, mà anh em được gọi là đến từ trời, đến từ thế giới linh của Đức Chúa Trời. Bởi vậy lời của Đức Chúa Trời đóng một vai trò không thể thiếu. Nếu anh em được sinh lại bởi lời thì anh em cũng phải sống bởi lời. Cho nên có một người nói rằng sai lầm lớn nhất của Cơ Đốc nhân là sống một đời sống đức tin, không đọc Kinh Thánh. Không đọc Kinh Thánh gì cứ tin Chúa vậy thôi, đi nhà thờ vậy thôi, nhưng không đọc Kinh Thánh. Đó là sai lầm lớn nhất. Bởi vì chúng ta sẽ trở nên suy dinh dưỡng, chúng ta sẽ yếu đuối, chúng ta sẽ đầy lầm lạc, và sống một cuộc đời đức tin đầy dẫy nan đề. Bởi vậy thưa anh chị em, mỗi Chủ nhật mình đến đây là để được nghe lời Ngài, được ăn nuốt lời Ngài, được thờ phượng Ngài và được lớn lên trong lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay tôi cũng có lời để chia sẻ cho anh chị em, và mong rằng những lời này sẽ giúp đỡ cho đức tin của chúng ta, giải quyết tất cả những điều mà anh chị em mong đợi. Hallelujah. Câu Kinh Thánh mà anh chị em vừa nghe đó, nó rất là quan trọng, rất quan trọng. Bởi vì Chúa muốn chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Chúng ta được cha mẹ sinh ra ở đời này, và chúng ta quen rồi với cái sự mắt thấy tai nghe. Chúng ta sống với 5 giác quan của mình, và một cách tự nhiên nó hình thành một cái phản xạ trong con người chúng ta. Đó là chúng ta phản ứng với mọi sự theo cái gì mình thấy, mình nghe và mình rờ chạm được. Chúng ta đó là tự nhiên, tự nhiên. Tuy nhiên khi chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta không còn sống bởi những cái gì mình thấy, mình nghe, mình rờ chạm, mà chúng ta phải sống, bước đi bởi đức tin. Nó khác, nó khác. Giống như con chim thì nó bay trong không khí, nhưng mà nếu con chim một phép màu nào đó nó biến thành con cá thì nó phải bơi dưới nước, nó không thể còn bay được nữa. Cho nên là một con người tự nhiên, chúng ta sẽ sống bởi 5 giác quan này, nhưng là một con người siêu nhiên, chúng ta phải sống bởi đức tin. Cho nên buổi sáng hôm nay mình sẽ cùng nhau phân tích, cùng nhau học hỏi bước đi bởi đức tin là như thế nào? Chúng ta rất dễ lầm lẫn. Lúc thì chúng ta bước đi bởi đức tin, lúc thì chúng ta bước đi bởi mắt mình thấy. Lầm lẫn, qua lại như vậy, và làm cho cái đời sống tâm linh của mình nó không có ổn định. Và rất là nhiều điều khiến cho chúng ta bị bối rối. Chúng ta không thấy được rằng trong cái đời sống tâm linh của mình nó có một cái sự thống nhất. Lúc thì mình tin, còn lúc thì mình nói thôi tin cũng khó quá, thôi bây giờ mình sống bởi cái gì mắt thấy tai nghe, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu, rất là dễ hiểu thôi. Một buổi sáng anh em bước dậy chuẩn bị đi làm, anh em nhìn thấy trời mây đen mù mịt, sóng chớp đùng đùng. Anh em quỳ xuống, anh em cầu nguyện. Anh em nói: ôi Chúa ơi, con cầu nguyện Ngài là đấng cai quản cái vũ trụ này, con cầu nguyện Ngài cất cơn mưa sấm chớp này đi, Con nhân danh Chúa Giêsu con cầu xin, và Ngài hứa với con rằng bất cứ điều gì con nhân danh Chúa cầu xin thì Cha trên trời làm cho. Con tin và con nhận cái điều con xin rằng hôm nay trời không mưa. Ok, anh em chiến đấu nửa tiếng đồng hồ như vậy, xong anh em đứng dậy, anh em bước ra dắt xe chuẩn bị đi làm. Vừa bước ra khỏi cửa, anh em thấy sao ôi trời đen thui này, thôi vô lấy cái áo mưa đem theo. Có không? Chắc hôm nay trời đen này, thôi lấy áo mưa đem theo cho nó chắc. Và cái hành động sâu đó nó đã hủy phá nửa tiếng đồng hồ anh chị em cầu xin với Chúa. Và tất cả chúng ta lúc thì tin, lúc thì không tin, lúc thì bước đi bởi đức tin, cái lúc thì mình bị dẫn dắt bởi mắt thấy. Và một đời sống như vậy khiến cho chúng ta bối rối, không biết rằng thực sự Chúa nói bước đi bởi đức tin là như thế nào. Lý do nào trong cái ví dụ vừa rồi nó xảy ra thường cái chuyện như vậy anh chị em? Tại sao trong nửa tiếng đồng hồ mình cầu nguyện thì mình nói rằng, mình khẳng định rằng hôm nay trời không mưa, mà sau nửa tiếng sau bước ra lại bảo thôi bây giờ đem cái áo mưa theo, lỡ nó mưa. Có cái gì đó rất mâu thuẫn, phải không ạ? Rất mâu thuẫn. Tại sao vậy? Bởi vì đơn giản thế này anh chị em, vì chúng ta không nghe thấy Chúa trong lúc cầu nguyện. Chúng ta chỉ cầu nguyện và tự thuyết phục mình rằng trời sẽ không mưa bởi cái lý trí và cảm nhận của mình. Chúng ta không có một cái nguồn nào khác ngoài cái nguồn là mình. Cho nên mình cầu nguyện và mình tự nói với mình rằng trời sẽ không mưa. Ôi con cảm ơn Chúa trời sẽ không mưa. Rồi sốc là mình tự thuyết phục mình như vậy. Nhưng mà khi anh em bước ra khỏi cửa thì hoàn cảnh nó lại thuyết phục ngược lại. Nói hôm nay mưa đấy. Và anh em dao động, anh em nói đúng rồi, có thể mưa thiệt. Và anh em lấy áo mưa đem theo. Cho nên chị em, cái lẽ thật ở đây là gì? Nếu chúng ta thực sự không nghe thấy Chúa, chúng ta chỉ tự thuyết phục mình thôi, hay là ai đó thuyết phục mình, hoàn cảnh thuyết phục mình, thì quả thật chúng ta không bước đi theo đức tin, mà chúng ta đang bước đi theo mắt thấy. Cho nên chị em à, đó là lý do chúng ta phải cần nghe được Chúa. Chúng ta phải có một nguồn thuyết phục nào đó mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn, để nói với lòng chúng ta rằng điều chúng ta cầu xin đã được nhậm lời. Chắc chắn. Và dù ai nói ngã nói nghiêng thì lòng ta vẫn vững như kiềng và chừng. Amen. Không ai nói gì nói mượt. Giống Abraham vậy đó. Khi Chúa hứa với ông ấy rằng ông sẽ có một người con từ Sarah, mặc dù ông 100 tuổi rồi, người ta nói ngã nói nghiêng, nói kiểu gì nói, thì ông vẫn tin xác quyết rằng đến tuổi đó ông sẽ nhận được đứa con của ông. Không thay đổi. Thân thể ông, da ông nhắc lại, không làm ông thay đổi. Tóc ông bạc đi, không làm ông thay đổi. Vợ của ông ngày càng già yếu đi, không còn sinh con được nữa. Da dẻ nhăn nheo đi, mặc đồ rồi tôi cũng như là nếp nhăn đầy lên, ông cũng không thay đổi. Và cuối cùng ông vẫn nhận được đứa con của ông. Bởi vậy cho nên trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 4 đến câu 5 đó, tôi đọc anh chị em nghe, nó có một câu kinh thánh mà tôi rất yêu câu kinh thánh này, và tôi gọi nó là nền tảng hay là chìa khóa cho đời sống Cơ Đốc để bước đi bởi đức tin. Bởi vì tôi hiểu rằng chỉ có đức tin mới đẹp lòng Chúa. Chỉ có những người nào sống bởi đức tin thì Chúa mới duyệt, Chúa mới chấp nhận, Chúa mới ban thưởng. Cho nên trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 3, câu 4 đến câu 5 chép như thế này anh chị em. Tôi đọc anh chị em nghe. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Đó. Nếu như chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những lý luận của con người, trên sự thuyết phục của con người, trên cái sự mách bảo của hoàn cảnh, trên những cái điều kiện ABCD nào đó ở trong cuộc sống của mình, thì một ngày nào đó anh chị em sẽ bị những hoàn cảnh khác thuyết phục ngược lại. Nó không có cái gì chắc chắn hết, không có cái gì bền bỉ trên đời này hết. Nếu ai đó thuyết phục anh em hôm nay tin Chúa, và anh em nghe người ta nói có lý quá, anh em tin Chúa, 3 ngày sau anh em gặp một người khác, người ta sẽ ngồi và thuyết phục anh em lại rồi, Chúa không có đâu, đừng tin. Và anh em cũng gật gù, anh này nói cũng có lý. Và anh em nói thôi, chắc là mình thay đổi ta rồi. Trước anh kia anh dụ mình, bây giờ anh này anh mới nói đúng nè. Thế là chúng ta thay đổi đức tin của mình. Cho nên nếu như chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những cái gì ngoài Đức Chúa Trời, tức là ngoài Thánh Linh và ngoài quyền phép của Ngài, thì chúng ta là một con người dễ dao động, và chúng ta không thể nào bước đi bởi đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có Thánh Linh và quyền phép. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu trước khi Ngài thực hành chức vụ của Ngài năm 30 tuổi, Ngài nói rằng thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, Ngài sức dầu ta đặng giảng tin lành cho người nghèo, đặng chữa lành những người bệnh tật, mở ngục cho những người bị cầm tù, và đưa những người hà hiếp cho được tự do. Tại sao Ngài không làm điều đó trước đây? Tại sao Ngài không tự đi giảng không thôi, mà Ngài phải nói rằng thần của Chúa Giê-hô-va sức dầu cho ta? Anh chị em ơi, đức tin chúng ta phải dựa trên quyền phép Thánh Linh và những cái điều thuyết phục không phải bởi tai nghe mắt thấy, mà thuyết phục từ trong tâm lòng của mình. Đó là lý do Chúa Giêsu được sức dầu và Ngài đi giảng đạo, người ta kéo theo Ngài, bởi vì ngoài cái sự giảng đạo của Ngài, người ta còn thấy những quyền phép được thực thi. Người ta còn thấy người bệnh được chữa lành, người ta còn thấy quỷ phải xuất ra khỏi người ta, người ta thấy Chúa Giêsu nói một lời người chết sống lại, Chúa Giêsu rờ vào mắt người ta, người mù được sáng lên, Chúa Giêsu phán một tiếng, người bại liệt đứng dậy đi. Những Thánh Linh và quyền phép đó đã gieo vào lòng 12 sứ đồ của Ngài đức tin trên quyền năng của Đức Thánh Linh. Và bằng chứng là sau này, ngoại trừ Judas Iscariot, 11 sứ đồ còn lại, người thì chịu đóng đinh ngược xuống, người thì chịu bỏ vô vạc dầu để đun, người thì chịu bị cưa làm đôi, người thì bị vua Herod chém đầu. Nhưng tất cả những người đó không từ chối đức tin của mình, bởi vì đức tin của họ đã được xây dựng trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Và bởi quyền phép đó, anh chị em bước vào mối quan hệ cá nhân với Chúa. Anh chị em không còn nhìn Đức Chúa Trời như một ông thần bí ẩn bỏ trong một chiếc hộp, tôi không biết ổng là gì. Không còn như vậy nữa. Cho nên tôi hay thường nói anh chị em à, Cơ Đốc giáo không phải là tôn giáo, nhưng nó là con đường để xây dựng mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời. Cái này anh chị em phải ghi nhận. Nếu không nhờ quyền phép và Thánh Linh, chúng ta không có cách gì để bước vào mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời hết. Tất cả chỉ là lý thuyết suông thôi. Ồ, tôi đến với một tôn giáo, tôi làm những thủ tục này, và tôi là người có đạo. Nhưng như vậy không đủ, thưa anh chị em. Nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ là người rất dễ thay đổi. Thuận cảnh thì chúng ta vỗ tay cho Chúa, nghịch cảnh thì chúng ta nói thôi bỏ Chúa cho rồi. Rất đơn giản. Thay đổi liên tục, thay đổi như là gọi thời tiết vậy đó. Sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường. Nay thì nhảy múa, ngày mai thì ngồi ủ rũ, chuyện bình thường. Nhưng anh chị em à, Khi chúng ta bước vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời, chúng ta biết Ngài và Ngài biết chúng ta, thì con người chúng ta không dễ dàng thay đổi đâu. Cho nên tôi mới nói rằng Cơ Đốc giáo là mối quan hệ, có nghĩa là Chúa mời gọi con người vào mối thông công với Ngài. Và ai là người được tái sanh, chắc chắn người đó sẽ nghe được Chúa. Cho nên người anh em chúng ta nói rất là phù hợp trong buổi sáng hôm nay. Tất cả anh em mình cần phải được tái sanh. Nếu anh em mình không được tái sanh thì tất cả những gì anh chị em đầu tư cho đức tin của mình trở nên vô ích. Anh em đi nhà thờ vô ích, anh em tham dự những buổi bồi linh vô ích, anh em làm công tác ở trong nước của Chúa hay trong hội thánh vô ích, anh em dâng hiến vô ích, anh em làm tất cả đều vô ích nếu anh chị em không được tái sanh. Cho nên phải tái sanh. Người tái sanh là người gặp gỡ Đức Chúa Trời của mình. Người tái sanh là người tin xác quyết những gì Kinh Thánh nói. Người tái sanh là người mà lòng của người đó có thánh linh của Đức Chúa Trời. Anh em đứng trong tội lỗi này, trong thế giới tội lỗi này, anh em không có quyền trên tội lỗi. Nhưng ngay khi anh em tái sanh, trong anh em sẽ xuất hiện một năng lực để chống lại quyền lực của tội lỗi, và anh em thắng hơn nó. Cho nên tôi điểm ra một vài điều để cho chúng ta tự kiểm tra mình. Cái người nào mà đi nhà thờ siêng năng nhưng mà vẫn bất lực với tội lỗi thì tôi rất nghi ngờ người đó đã được tái sanh. Điều thứ nhất nha anh chị, bất lực có nghĩa là mình đầu hàng tội lỗi. Mặc dù mình đi nhà thờ nhưng mà về nhà tội lỗi nó vẫn đè mình. Mình vẫn nói dối, mình vẫn tham dục, mình vẫn tà dâm, mình vẫn trộm cắp, mình vẫn giết người, mình vẫn nóng nảy, mình vẫn bộc trực, mình vẫn làm những cái điều như ngày xưa mình làm mà mình không có quyền trên nó được. Tôi rất nghi ngờ người đó đã được tái sanh. Vì người tái sanh là người có năng lực bên trong để thắng hơn quyền lực của tội lỗi. Trước đây nó cai trị anh em, nhưng bây giờ anh em có đủ năng lực để cai trị nó. Thứ hai, người nào đi nhà thờ nhưng vẫn còn ham thích để sống trong tội lỗi, thích lắm, vẫn yêu lắm, không rời được, thì tôi cũng rất nghi ngờ sự tái sanh. Rất nghi ngờ. Thứ ba, người nào đi nhà thờ mà đời sống mình trước và sau không có một cái gì thay đổi cả, vẫn như cũ, thì tôi cũng nghi ngờ cái sự tái sanh ở trong đời sống của người đó. Cho nên chị em ơi, Chúa bảo mình hãy kiểm tra đức tin của mình, xem thử Đấng Christ có sống trong anh em hay không. Cho nên chúng ta phải kiểm tra. Và tôi tin rằng, tôi hy vọng rằng tất cả anh em mình đều là những người đã gặp gỡ Chúa và được tái sanh, đời sống mình được biến đổi. Vì sao anh chị em? Vì điều này rất quan trọng. Có một người thắc mắc nói với ông Richard Bonke rằng: ông Bonke ơi, sao tôi thấy suốt ngày ông cứ giảng về sự tái sanh vậy? Ông có đề tài nào hay hơn à? Ông Bonke ông nói: không, tôi giảng về sự tái sanh bởi vì tôi biết anh chị em cần phải được tái sanh. Ông giảng cái gì anh em mình cần, nói cái gì anh em mình cần nghe, chứ không phải nói cái gì êm cái lỗ tai rồi cuối cùng cuối đời thấy mình ở dưới âm phủ hơi cằn. Cho nên Kinh Thánh nói là thời kỳ cuối, người ta tập hợp các giáo sư xung quanh để nghe những lời êm tai. Ô già nói thì thôi, chứ còn ông còn kiến mình ông phải bò ra, phải không? Êm tai lắm. Nhưng mà những lời đó giết chết mình. Anh em ơi, mình phải được tái sanh. Tái sanh là sự biến đổi. Tái sanh là anh em bước vào mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời. Và khi anh em cầu nguyện, anh em nghe được, anh em được thuyết phục rằng Ngài nhậm lời cầu nguyện của anh em. Và hoàn cảnh người ta, đám đông, lý thuyết đời này, tôn giáo đời này không làm anh em thay đổi ý kiến nữa. Thay đổi đó. Ai đó thuyết phục anh em, anh em sẽ nói: không, đó là anh nói nhưng mà Chúa nói với tôi khác à. Anh em nói thế là người kia là méo miệng bỏ chạy liền. Cho nên tôi, cái thời kỳ tôi mới tin Chúa đầu tiên, mấy tháng đầu ạ, mấy cái anh bạn người Nga thuyết phục tôi tin Chúa. Tôi là người vô thần mà vô thần, theo chủ nghĩa vô thần từ nhỏ, nên tôi chỉ biết là, không biết tôi là ra từ con khỉ đột nào tôi chỉ biết vậy thôi. Tôi biết không biết con khỉ đột nào nó sinh mình ra. Nhưng mà nó, ba anh bạn này thuyết phục tôi là không đâu, không phải khỉ gì đâu, không phải vượn đâu, mà Chúa sinh ra anh đấy, Đức Chúa Trời đấy. Tôi nói bây giờ Chúa đâu tôi không thấy, làm sao tôi thuyết phục được đây? Và anh cố thuyết phục. Và mới đầu thì tôi nói thôi được rồi, nghe tụi mày nói cũng có lý. Nhưng mà thật sự á, khi ba anh chàng này đi về nhà rồi thì tôi lại bắt đầu nghi ngờ. Tôi nói ông này nói thiệt hay nói giả, phải không ạ? Nghi ngờ. Tôi cứ 3 tháng tôi sống trong sự nghi ngờ, không biết rằng là sao mà mình lại được dạy dỗ mười mấy năm trời rằng là mình ra từ khỉ, mà giờ có một thằng nói mình ra từ người. Không hiểu không hiểu điều này. Rất là phân vân, phải không ạ? Tại sao như thế? 19 năm mình ngồi trên ghế nhà trường được dạy rằng là mình là khỉ đột. Tôi cứ tin đinh ninh là mình là khỉ thôi, phải không ạ? Nhưng bây giờ các ba anh bạn nói rằng mình không phải khỉ, mình là dòng dõi Đức Chúa Trời, mình được sinh ra, mình làm người. Mình phải nghi ngờ vô cùng. Và cứ cái sự nghi ngờ đó nó qua lại, cái này nói đúng hay không đúng. Và người ta còn dạy mình là tôn giáo là thuốc phiện cho dân chúng nữa. Nên mình nghĩ hay là anh này cho mình uống thuốc phiện Nhưng mà anh chị em à, tôi mới nói anh chị em như thế này nè, cái ngày mà Đức Thánh Linh giáng trên tôi, cái ngày mà tôi gặp gỡ Chúa, cái ngày mà Đức Chúa Trời thăm viếng tôi, thì ai đó mà đến nói với tôi rằng không có Đức Chúa Trời, thì tôi nói anh à, và anh coi lại cái thần kinh của anh đi. Đó là sự thật. Cái ngày mà tôi thực sự cá nhân gặp gỡ Chúa, Chúa đụng chạm, thay đổi, tha thứ tội lỗi cho tôi, và tôi biết rằng tội lỗi đã rời khỏi đời sống tôi. Tôi sống một đời sống tự do. Thì người nào mà nói với tôi rằng Đức Chúa Trời không có đâu, Chúa Giêsu là ảo tưởng đấy, đừng có tin, thì tôi nói rằng về coi lại thần kinh đi, có bình thường không? Thay đổi. Nó thay đổi một cách thuyết phục. Nó thay đổi một cách mà không gì khiến cho tôi thay đổi ngược trở lại được nữa. Anh em ơi, tất cả mình phải được tái sanh, để anh em được biết Chúa và bước vào mối quan hệ cá nhân với Chúa. Và khi đó anh em sẽ nghe được Chúa, anh em sẽ gặp được Chúa, anh em sẽ sống với Chúa, và anh em sẽ không còn như cũ nữa. Anh em không dễ gì thay đổi nữa. Đó là tôi gọi là sự tái sanh. Và trong Dân chương 10 câu 14-15 có chép như thế này. Tôi đọc anh chị em nghe. Cái này nó rõ ràng lắm, nó rất là rõ ràng. Câu 14-15 chép như thế này: ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta, và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống của mình. Em ở Chúa Giêsu nói mà, Ngài so sánh rằng cái mối quan hệ của Ngài với cha là một cái mối quan hệ thông công hai chiều với nhau. Ngài nói rằng Ngài biết cha và cha biết Ngài. Thì cũng vậy, Ngài nói rằng những con người nào gọi là con cái của Ngài cũng sẽ biết Chúa, và Chúa sẽ biết người đó. Nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau, thông công với nhau, lắng nghe nhau, chứ không phải chỉ là độc thoại nha anh chị em. Đôi khi đời sống cơ đốc của ta rất là nhàm chán, bởi vì chúng ta độc thoại. Chúng ta chỉ nói, nhưng chúng ta không nghe. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời hành động qua mình như thế nào. Chúng ta không biết Ngài trả lời của mình cho mình khi nào. Cho nên chị em ơi, chúng ta cần phải phát triển cái mối quan hệ này. Để làm gì vậy? Để chúng ta thật sự bước đi bởi đức tin. Bước đi bởi đức tin là gì vậy? Bước đi bởi đức tin là bước đi theo sự dẫn dắt vô hình của Đức Chúa Trời mà mắt thường này không thấy được, gọi là bước đi bởi đức tin. Bước đi bởi đức tin không có phải là liều mạng đâu. Nhiều người nghĩ là tôi liều mạng, tôi tin cho nên tôi cứ bước thôi, chết mượt. Không phải Không phải thí mạng cùi có nghĩa là bước đi bởi đức tin. Không, bước đi bởi đức tin là gì? Tôi định nghĩa là anh chị em ghi nhớ, bước đi bởi đức tin là bước đi theo bởi sự dẫn dắt vô hình không thấy được của Đức Chúa Trời sống trong lòng của mình. Amen anh chị em, ghi nhớ điều này. Cho đừng gặp bảo tôi tin là tôi cứ liều mạng tôi ủi tới như xe tăng, phải đâu, có ngày chết mất xác đấy, phải không ạ? Không phải như thế. Cho nên Roma chương 8 câu 14 chép sao anh chị em? Chúng ta đọc lại câu kinh thánh này với nhau nha. Roma chương 8 câu 14 chép như thế này. Câu 14: vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy thuyết phục chưa ạ? Phải không ạ? Tức là người nào là được tái sanh là người con của Đức Chúa Trời. Anh em là con cái của Đức Chúa Trời thì chắc chắn anh chị em được Thánh Linh của Ngài dẫn dắt. Tôi gọi người đó là người bước đi bởi đức tin. Nói một ví dụ nữa cho chúng ta dễ hiểu ha. Nếu như mình ví cuộc đời này như một thành phố xa lạ hoàn toàn. Đúng mà, cuộc đời này xa lạ thiệt. Cho nên sứ đồ Phi-rơ mới nói là đời là quán trọ mà, không có quen. Mình đâu có quen. Mình sinh ra đời này và mình bỏ bao nhiêu thời gian để mình tìm hiểu, phải không ạ? Tìm hiểu cách sống, tìm hiểu con người, tìm hiểu văn hóa, tìm hiểu đất nước, tìm hiểu cách người ta sống với nhau. Và có thể là mình mất nó mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường mình mới hiểu được. Đúng là cuộc đời này là quán trọ thiệt. Cuộc đời này, nếu mình ví cuộc đời này nó xa lạ như vậy thì có thể mình thấy là cuộc đời này giống như chúng ta bước vào một thành phố xa lạ, không biết đường xá gì cả. Và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời là tấm bản đồ cho thành phố đó. Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Cho nên khi anh em bước vào một cái thành phố xa lạ hoàn toàn mà anh em không có bản đồ thì chắc chắn rồi, một là anh em không tìm được nơi mình cần tìm, anh em sẽ đi lòng vòng. Giống như ngày xưa tôi hay đi truyền giáo ở khu vực miền Tây, mà tôi có một lần tôi quên cái bản đồ. Tôi lái xe tôi chạy phân, tôi nói ui đường này chắc là tôi đoán là nó sẽ đi về phía Sài Gòn thôi. Tôi đi làm sao mà hồi tút lút đi xuống Hậu Giang, đi tút lút ở dưới đó. Mà mình nghĩ rằng là mình đi đúng được. Mình đi tới chiều rồi mà vẫn thấy ôi sao mình cứ chạy thẳng xuống dưới kia. Sai lầm. Đi một hồi quăng một hồi nó lại trở về chỗ cũ. Rồi có một lần khác tôi lái xe ban đêm, không à, tôi mở bản đồ lên, có bản đồ rõ ràng tôi đi. Nhưng mà khổ nỗi Google Maps lúc đó nó chưa cập nhật kịp. Tôi lái làm sao một hồi cái nó đâm vô một cái chỗ cục ngủn luôn mà lui không được mà tiến cũng không xong. Nó cứ đường mình đi đó, nó chui vô trong một cái chỗ mà lui không ra mà đi không được. Hai trụ sắt đó, hóa ra là bản đồ chưa cập nhật. Cái đường này là đường cục. Nên cứ lui nó, tôi tưởng là nó đi tới, hóa ra nó chậm. Cho nên chị em, tôi muốn nói một điều hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng nếu trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta không có bản đồ là sự dẫn dắt của Chúa thì chúng ta là người bờ quạng trong cuộc sống này. Anh em có amen với điều đó? Rất dễ lầm lạc, rất dễ sai lầm. Và chúng ta không biết mình phải làm gì đó, không biết mình phải làm gì. Cho nên chị em ơi, tấm bản đồ ở đây tôi ví là cái gì đây? Nếu như anh em gọi rằng sự dẫn dắt của Chúa là tấm bản đồ thì tôi phải nói rằng tấm bản đồ đó trước hết phải là Kinh Thánh này. Kinh Thánh này chính là bản đồ cho cuộc đời của chúng ta, để chúng ta biết được cái gì có, cái gì phải, cái gì không phải, đường nào đi được, đường nào không đi được, chỗ nào thì xây nhà được, chỗ nào thì không xây nhà được, chỗ nào thì nghỉ ngơi được, chỗ nào thì không nghỉ ngơi được. Tất cả những gì anh chị em cần có là phải tìm thấy trong bản đồ này. Cho nên thưa anh chị em ơi, Kinh Thánh là bản đồ cho cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh là bản đồ và là tiền đề số 1 để cho chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống bước đi bởi đức tin. Amen anh chị em ha, hãy ghi nhớ lời tôi ha. Kinh Thánh chính là bản đồ trong cái linh trình của chúng ta. Và nó là tiền đề đầu tiên để cho chúng ta bắt đầu xây dựng cuộc sống bước đi bởi đức tin. Anh em ghi nhớ điều này. Ghi nhớ điều này. Cho nên lời của Chúa giúp cho chúng ta khám phá cuộc sống một cách đúng đắn. Nếu như anh em được cha mẹ sinh ra, dù anh em có thể sống 80 năm trên cõi đời này, nhưng mà nếu anh em không khám phá Kinh Thánh, anh em sẽ không hiểu được tường tận những gì Đức Chúa Trời muốn anh em hiểu. Bởi vậy cho nên Kinh Thánh mới có một câu tôi thấy rất hay: lời của Chúa khiến cho tôi khôn ngoan hơn người già cả. Lời của Chúa khiến cho tôi khôn ngoan hơn người già cả. Mặc dù mình sống lâu, mình sống 70 năm, 80 năm, 90 năm, nhưng nếu như chúng ta không đọc Kinh Thánh là bản đồ, anh em có thể đến một thành phố xa lạ và sống 100 năm ở đó, nhưng anh em không khám phá các đường phố ở đó, anh em không có bản đồ ở đó, thì có một người lạ đến hỏi: ông ơi, chỉ dùm tôi đi con đường này coi. Anh em sẽ nói rằng: tôi sống ở đây 90 năm mà chưa ra khỏi nhà. Sao à, thông cảm. Đúng không? Tôi hay đi đến nơi khác và tôi cũng hay hỏi đường người ta. Người ta nói: tôi là dân bản địa ở đây nhưng mà tôi ít đi đâu, tôi chỉ quanh quẩn ở 4-6 bếp trong nhà thôi, cho nên hỏi người khác. Đúng không ạ? Cho nên cuộc sống chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta sống mà không khám phá Kinh Thánh thì chúng ta không biết gì, thực sự là không biết gì. Cho nên chị em ạ, để chúng ta bắt đầu được bước đi bởi đức tin thì chúng ta phải khám phá bản đồ này, để chúng ta biết mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn định cho cuộc đời của chúng ta. Đó là cái đầu tiên ha anh chị em. Cho nên tôi nhắc lại chân lý ha. Lời của Chúa giúp chúng ta khám phá cuộc sống. Tuy nhiên, bản đồ của Chúa không phải là tất cả. Cuộc sống của chúng ta không phải là chỉ là cái gì ở đâu, mà nó còn là gì anh chị em? Làm gì, khi nào nữa. Đúng không ạ? Cuộc sống chúng ta đâu có phải là cứ cái gì để ở đâu đâu. Đâu phải vậy. Cho nên đâu có phải là đừng tham lam, đừng trộm cắp, đừng giết người, đừng tà dâm, đừng ngoại tình, đừng làm chứng dối. Đâu phải chỉ là cái gì ở đâu đâu. Nhưng mà còn có gì ạ? Làm gì, khi nào. Anh em đi làm ra ăn kinh doanh, anh em phải biết: chỗ này thuê chỗ được không nhỉ? Mình kinh doanh mặt hàng này được không nhỉ? Mình mở công ty để bắt đầu sản xuất cái chuyện này được không nhỉ? Những cái đó có Kinh Thánh có chép không anh chị em? Không chép. Cho nên Kinh Thánh cộng theo một cái gì nữa anh chị em? Đó là một cái sự mách bảo bên trong. Anh em cần thêm một cái sự mách bảo bên trong để anh em biết làm gì, khi nào. Phải không? Anh em cầu nguyện, anh em hỏi: Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì? Chúa nói: con làm mục sư được à? Thì đi làm mục sư thôi. Không à, làm cái khác không được. Dù như tôi chăn dê cũng thất bại, chăn cừu cũng thất bại, chăn bò cũng tiêu luôn, mà làm xây dựng hội thánh thì được. Là nó không hiểu. Không hiểu lý do. Rồi vấn đề nó ở chỗ đó. Cho nên đôi khi mình phải biết mình làm gì và khi nào nữa. Không phải không chứ? Rồi, có người nói là: Chúa ơi, con phải làm gì? Con làm mục sư được đó. Nhưng mà quên mất câu hỏi thứ hai là khi nào. Chú bảo 10 năm sau ra chứ không phải bây giờ. Bây giờ ra là sao? Tê tua hết, khói lửa không à. Không thấy bình an. Cho nên làm gì, khi nào cũng rất là quan trọng. Tôi đọc cho anh chị em nghe câu Kinh Thánh trong Ê-sai chương 30 câu 21 nha. Tại sao mình cần cái điều này? Điều này nó rất là quan trọng. Câu 21 này: khi các người xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe cả tiếng đằng sau mình rằng: này là đường đây, hãy noi theo. Anh em thấy không ạ? Cho nên trong sống đâu có phải chỉ là cái gì ở đâu, mà còn làm gì, khi nào. Cho nên anh em phải có một cái sự mách bảo bên trong. Tôi gọi đó là tiếng nói của lương tâm. Khi anh em được tái sanh, lương tâm anh em được tẩy sạch, tẩy sạch khỏi tội lỗi và nó sống lại. Anh em vô, giả dụ như anh em là người trước đây có cái tính gọi là trăng hoa tí ha, ra đường cứ nhìn ngó liếc lung tung. Đúng không? Thấy cô nào ăn mặc nó mát mẻ một tí là cứ liếc, gì mà đi đang đi thế này mà cứ thế này, ví dụ thế ha. Mà sau khi anh em được tái sanh rồi á, anh em liếc này nói: con nhìn thẳng cái đi, có đúng không? Tôi nói chắc chính xác luôn. Vấn đề nó chỗ đó. nó xuất hiện một cái điều gì đó bên trong lòng mình, không anh chị em? Mách bảo mình, nói mình những điều đúng, nói mình những điều phải, nói mình những điều gì con phải nghe. Cho nên trong kinh doanh, trong cuộc sống, trong xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, trong công việc, anh em đừng có vội vàng nữa. Anh em phải nghe tiếng của giáo sư mình, đó chính là Đức Thánh Linh ở trong lòng của anh em, để anh em biết làm gì khi nào. Và sự thành công là chắc chắn khi anh em ở với Đấng thành công. Amen anh chị em. Cái điều này quan trọng lắm anh chị em ơi. Cái điều này là điều mà mình cần phải xây dựng để mình bước đi bởi đức tin. Cho nên ông David là một vị vua rất là thành công. Và ông chép Thi Thiên 23, ông nói sao ạ? Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, Ngài dẫn tôi đến mấy nước bình tĩnh, đến đồng cỏ xanh tươi. Tại sao ông biết ông đến mấy nước bình tĩnh và đồng cỏ xanh tươi? Vì ông nghe tiếng của Chúa. Cỏ ở đâu, nước ở đâu? Ở sa mạc đâu dễ tìm cỏ và nước anh em? Tìm cái là lòi mắt luôn, không tìm thấy đâu. Phải có một đấng chỉ cho mình. Cỏ chỗ này, nước chỗ kia, và mình mới đi đến đúng vị trí được. Trong cuộc sống này anh chị em à, thế giới là bao la, cạm bẫy thì cũng đầy dẫy luôn. Cho nên nếu như chúng ta không có giáo sư dẫn dắt mình, nếu chúng ta không có tiếng nói mách bảo mình, rất dễ có những quyết định sai lầm. Amen anh chị em. Dễ sai lắm. Quyết định đầu tư sai, quyết định lấy chồng lấy vợ sai, quyết định làm việc sai, quyết định nhiều cái, và khiến cho chúng ta lãnh lấy những cái hậu quả mà không mong muốn. Cho nên chị em ơi, hãy nghe tiếng nói bên trong, hãy nghe tiếng giáo sư bên trong. Và tôi sẽ nói cho anh chị em cái cách, đúng không ạ? Cái cách, nó có cách cả đó. Cái cách để cho chúng ta nghe được tiếng nói bên trong. Và tiếp theo đó, để chúng ta mà bước đi bởi đức tin thì chúng ta phải hiểu thêm một cái điều cực kỳ quan trọng, mà tôi gọi là cái này là cái nền tảng thứ hai. Mà nếu như chúng ta không hiểu điều này, chúng ta cũng rất dễ phạm sai lầm. Tôi gọi điều này là thời điểm của Chúa. Thời điểm của Chúa, cái sự mà chúng ta biết làm gì khi nào đó, nó cộng cái thời điểm của Chúa. Và thời điểm của Chúa là luôn luôn tốt và đúng. Luôn luôn tốt và đúng. Cho nên anh chị em à, khi anh em quyết định một điều gì, đừng sớm quá mà cũng đừng muộn quá. Hãy đúng vào thời điểm mà Đức Chúa Trời chỉ cho anh chị em. Anh chị em ra một quyết định là anh em sẽ gặt hái thành công. Đức Chúa Trời luôn luôn làm những điều của Ngài vào thời điểm của Ngài. Và nhiệm vụ của anh em là phải nắm bắt được cái điều đó. Nắm bắt được. Tôi lấy một ví dụ ở trong Văn chương 7 câu 6 và chương 8 câu 20. Tin lành Văn chương 7 nha anh chị em. Tin lành Văn chương 7 có chép như thế này. Anh em hãy chú ý lắng nghe nha. Anh em có thấy được ích lợi không? Cảm ơn Chúa ha. Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài. Chúng ta tiếp tục, vì cái bài học này nó giúp cho đời sống chúng ta, nó giúp cho tâm linh của chúng ta. Chương 7 câu 6. Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em rằng: thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Em nhớ câu này ha. Câu này nó nằm trong cái ngữ cảnh nào đây? Chúa Giêsu có các em, và Chúa lên hay lên đền thờ hay làm những dấu kỳ phép lạ. Thì đến kỳ lễ này thì các em mới nói với Chúa là: anh ơi, anh muốn tỏ mình ra cho thiên hạ, thì anh cứ chạy lên đó, anh làm nhiều phép lạ lên, thì người ta sẽ biết đến anh nhiều chứ có gì đâu mà sao anh không lên. Cứ làm thôi, Đức Chúa Trời ở với anh mà, anh cứ làm đi. Nhưng mà Chúa Giêsu đáp là thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Anh em hãy suy ngẫm câu này nha. Tôi thấy câu này cực kỳ quan trọng luôn. Rất quan trọng. Nó là nền tảng để anh em bước đi bởi đức tin đấy. Tại sao Chúa Giêsu nói rằng thì giờ Ngài chưa đến, còn thì giờ các em thì tiện luôn? Người đời này đó, người ta không có cái khái niệm thời kỳ, người ta thích người ta làm. Và chính vì vậy thất bại cũng nhiều, sụp đổ cũng nhiều, đau đớn cũng nhiều. Và Satan là kẻ nó muốn cho thế giới này tan nát, cho nên nó thúc giục lòng con người ta cái gì cũng mì ăn liền hết, đúng không? Cái gì mì ăn liền, cái gì cũng nhanh. Vừa mới nghĩ được 5 phút là bắt tay liền, cuối cùng sụp đổ. Và không bao giờ nghĩ rằng Chúa ơi, thời điểm nào con làm điều này? Mọi sự dưới trời này đều có kỳ định, có kỳ cười, có kỳ khóc, có kỳ vui, có kỳ buồn, có kỳ giận, có kỳ nhổ, có kỳ phá, có kỳ xây lên. Cuộc sống này là âm và dương, phải cân bằng. Nhiệm vụ chúng ta phải đi với Chúa và biết được thời điểm nào nên làm cái gì, lúc nào thì nên làm việc và lúc nào nên nghỉ ngơi, lúc nào thì đầu tư và lúc nào thì không đầu tư, lúc nào thì xây dựng gia đình và lúc nào thì sinh con cái. Đấy là những thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ mách bảo cho anh em. Và là một người của Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết nguyên tắc này. Thời kỳ của người thế gian thì tiện luôn, nhưng người của Đức Chúa Trời thì không phải như vậy. Cho nên có nhiều người gọi điện bảo mục sư ơi, ô cầu nguyện cho tôi thế này. Tôi nói không, tôi được Chúa sai phái chỉ có cầu nguyện cho mọi người ở tại Chủ nhật mỗi ngày thôi, còn ngày khác tôi không có cầu nguyện, ngày khác tôi không có chữa lành người nào hết á, ngày khác tôi không có giải cứu người nào hết á, bởi vì Chúa không sai tôi. Mà người ta nói khó hiểu quá. Nhưng cái gì đâu khó hiểu. Nếu như Đức Chúa Trời không sai anh em mà anh em làm, kết quả nó không có. Nếu như Đức Chúa Trời không sức dầu cho anh em cầu nguyện từ sáng đến chiều tung cả cổ họng luôn, chẳng gì xảy ra. Rồi người ta nói ô, Chúa chẳng linh nghiệm gì cả. Phải không ạ? Cho nên tôi nói anh chị em rằng trong cuộc sống này, anh chị em phải biết rằng Chúa sai mình cái gì và làm khi nào, ở đâu với ai. Cho nên Chúa Giêsu Ngài nói rằng các em thì cứ lên đền thờ, nhưng mà giờ anh chưa đến, tức là thời kỳ của anh chưa phải, Chúa chưa có định cái lúc này lên, có thể lúc khác. Cho nên chị em ơi, hãy suy ngẫm điều này thật là hết sức nghiêm túc để đời sống của anh chị em, đời sống tâm linh của anh chị em được kết quả. Và nếu Chúa ở cùng thì mình mới làm được công việc của Chúa. Nếu Chúa không ở cùng thì mình chỉ làm công việc của con người. Và việc của con người thì sao anh chị em? Hạn chế lắm, yếu đuối lắm, không bao giờ kết quả được. Bởi vậy ở đây còn một câu kinh thánh nữa trong chương 8 câu số 20, tôi đọc anh chị em nghe ngang. Đức Chúa Giêsu phán mọi lời đó tại nơi kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ, và không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Thấy không? Tôi nói anh chị em, lúc Chúa Giêsu đi giảng đạo ở đó, có hàng ngàn người muốn giết Ngài, nhưng mà sao giết được đó? Anh em đọc cái chương này anh em sẽ thấy mấy ông Pha-ri-si thầy thông giáo sai lính đến bắt Chúa, đúng không? Nhưng khi mấy ông lính đến nghe Chúa giảng nó mùi lỗ tai quá, đi trở về bảo không có người nào giảng hay như người này. Thầy mấy ông kia sao tụi bay ngu thế, bắt về đi, không bắt được, ông này giảng đúng lắm không bắt được. Nhưng mà thật sự á, cái cốt lõi của vấn đề là nằm ở câu 20, với giờ Ngài chưa đến. Cho nên Đức Chúa Trời đã bảo vệ anh em và cho anh em sống, thì không con quỷ nào nói anh em chết được đó, có đúng không? Cho nên nếu Đức Chúa Trời bảo anh em thành công thì không con ma nào và làm cho anh em thất bại được hết. Yên tâm đi. Cho nên mọi sự dưới trời này có kỳ định, có kỳ sống, có kỳ chết. Và chúng ta hãy biết thời kỳ của mình. Sứ đồ Phi-rơ viết trong Phi-rơ 2 đó, nói là gì? Kỳ lễ oán của ta sắp gần rồi, Chúa Giêsu mách bảo ta sắp lìa đời rồi. Các sứ đồ biết. Các sứ đồ họ biết khi nào họ còn sống trên đất, và họ biết khi nào họ rời trái đất này về với Đức Chúa Trời. Anh em thấy hay không ạ? Cái đó là mầu nhiệm đó nha anh chị em. Cho nên cuộc sống của chúng ta hãy biết thời kỳ. Hãy biết thời kỳ làm gì và khi nào. Amen. Tôi sẽ đi đến phần cuối cùng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phát triển khả năng bước đi bởi đức tin này? Làm thế nào đây? Phần cuối cùng. Thứ nhất, anh chị em phải luyện tập tâm linh của mình. Luyện tập giống như cái thân thể vật lý này thôi. Anh em muốn có cơ bắp mà anh em không vào cái nơi tập gym mỗi ngày thì làm sao có cơ bắp được? Thì cái con người tâm linh của anh em giống y vậy. Anh em muốn nó nhạy bén thì anh em phải luyện tập. Cho nên sao ạ? Đầu tiên là anh em hãy tĩnh nguyện với lời Chúa, dành thời giờ thờ phượng Chúa, cầu nguyện riêng tư với Chúa, và làm cái điều đó một cách siêng năng, đọc lời Ngài một cách siêng năng, hết lòng, với một tấm lòng tự do. Tự do có nghĩa là gì? Ý là tấm lòng anh em phải tha thứ. Đừng bao giờ đọc lời Chúa mà còn hậm hực người nào đó. Đừng bao giờ vừa đọc lời Chúa, vừa thờ phượng Chúa, vừa ca hát ngợi khen Chúa mà trong lòng tức cái cô vợ này quá chịu không nổi. Thôi xong, nói chung tất cả đều đổ xong đổ bể hết. Không à? Cho nên khi lòng anh em mà hậm hực một cái gì đó, còn cay đắng một cái gì đó, thì đảm bảo anh em là đừng có làm cái gì về phương diện tâm linh đó. Đừng làm vô ích rồi, mất thời giờ. Đừng có giả vờ hallelujah, con thờ phượng Ngài mà lòng gì sao mà trống rỗng, chẳng có gì, Chúa biết hết. Không à? Cho nên hãy để của lễ đó đi hòa giải đã, đi tẩy sạch đã, rồi trở lại thờ phượng. Cho nên bước một là anh chị em dành thời giờ mỗi ngày để phát triển bằng cách tĩnh nguyện với lời, tĩnh nguyện với sự thờ phượng, tĩnh nguyện với sự cầu nguyện. Làm điều đó một cách thường xuyên. Trên sách nói Asia có một quyển sách tên là gì? Cách tĩnh nguyện hiệu quả hàng ngày. Tôi khuyến khích anh chị em hãy nghe quyển sách đó. Quyển sách đó rất hay và bổ ích. Để làm gì? Khi anh em bước vào một đời sống tĩnh nguyện hàng ngày, anh em sẽ loại bỏ ra đời sống tâm linh mình cái tính hời hợt, nông cạn và khô khan của một đời sống tâm linh. Anh em là người đã được tái sanh. Anh em không còn lo, chỉ lo cho phần hồn và phần thể xác đâu. Anh em phải còn lo cả cái phần linh mình nữa. Đó mới là phần chính. Cho nên nhiều cơ đốc nhân hôm nay không hiểu điều này, không chăm lo về phần tâm linh nhiều gì cả, chỉ lo phần hồn và phần thể xác thôi. Ăn gì, uống gì, mặc gì, giải trí ở đâu thôi. Và tôi đảm bảo nếu mình chỉ lo về phần hồn và phần xác thì anh em sẽ gặt lấy những tội lỗi và phiền tối, những cay đắng buồn phiền. Nhưng nếu anh chị em để thời giờ để chăm sóc cho phần linh của mình trỗi dậy, để nó điều hành cả đời sống của mình, thì anh em biết gì không? Sự bình an, vui mừng, nhẹ nhàng, mềm mại, yêu thương, tiết độ, tin kính sẽ theo anh chị. Chúa đã tái sanh mình. Cho nên anh chị em ơi, đừng bỏ bê nó, hãy dành thời giờ cho nó. Bởi vậy cho nên nhà muôn dân mới có cái khóa học ai sớm đó, để rèn luyện lời Chúa cho anh chị em. Không ạ? Rất quan trọng. Tôi nói anh chị em, nhà mà không có giáo dục là nhà đó chỉ thành trộm cướp. Đất nước mà không có giáo dục thì đất nước đó chỉ là một cái nước nhược tiểu thôi, yếu đuối lắm. Cho nên hội thánh mà không có giáo dục thì chỉ có làm hại thôi, chẳng làm lợi gì cho vương quốc của Chúa cả. Cho nên tất cả anh em mình phải được giáo dục bởi lời Ngài. Và chương trình ISOM chính là chương trình giáo dục chính của hội thánh. Từ người mới tin cho đến những người trưởng thành muốn hầu việc Chúa đều có cả. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy nghe, hãy học, hãy tham gia. Anh em nào muốn hãy đăng ký làm một cái người mà để cho hội thánh nuôi dưỡng tâm linh của mình, thì hội thánh sẽ đưa anh chị em vào cái nhóm để anh em được học, được dạy dỗ, được nghe, được giảng, được trao đổi, được thông công. Và tôi nghĩ rằng những điều đó rất là ích lợi. Cho nên em ơi, đừng bỏ bê tâm linh của mình, hãy dành thời giờ. Điều thứ hai, anh em phải nghe nhiều bài giảng, đọc nhiều sách bồi linh có sự sức dầu. Cái điều này rất là quan trọng nha anh chị em. Tại vì sao phải nghe bài giảng, đọc sách bồi linh mà có sự sức dầu? Bởi vì như câu Kinh Thánh tôi nói đó, nếu anh em không xây dựng đức tin anh em trên thánh linh và quyền phép, thì anh em xây dựng đức tin anh em trên loài người. Nay nó thế này, mai nó thế khác. Bởi vậy tôi chọn những sách rất là quý giá, tôi mới dịch ra đưa lên sách nói. Chọn những bài giảng, những cái video, những cái gì mà có sự vận hành của Đức Thánh Linh, tôi đưa lên. Để làm chi? Khi tôi và anh chị em nghe và đọc những sự đó thì thần linh của Đức Chúa Trời đến trên anh em, và đức tin anh em được xây dựng lên. Còn anh em nghe những gì từ con người, anh em nghe những cái gì từ triết học con người, từ cái ý riêng của con người, anh em không có đức tin gì cả. Đi 10 năm rồi thấy mình trống rỗng rồi, chẳng có cái gì cả. Còn khi anh em ở dưới chân, ở dưới một hội thánh, ở dưới một cái buổi bồi linh mà đầy dạy Thánh Linh á, một ngày thôi anh em thấy đức tin anh em cải thiện liền. Đó là sự thật. Cho nên có người đến nói với tôi: "Mục sư ơi, con đi với Chúa 30 năm mà cũng chẳng hiểu cái gì cả." Là thiệt. Mà đúng rồi, không hiểu đúng rồi. Bởi vì có Chúa dạy đâu mà hiểu. Cho nên anh em được tái sanh, anh em phải nhờ giáo sư của mình dạy, chứ đừng có nhờ ai khác dạy. Giáo sư của chúng ta là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài sử dụng lời Ngài, sức dầu cho lời Ngài, sức dầu cho sách của Ngài, sức dầu cho bài giảng của đầy tớ Ngài, sức dầu cho những đại hội bồi linh đầy dạy Thánh Linh của Ngài. Và anh em bước vào trong đó, đức tin anh em được tăng lên, gây dựng lại. Và Kinh Thánh gọi là anh em xây dựng đức tin của mình trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Đó là một thứ hai anh em. Và thứ ba, cái này là trong câu nhất chương 2 câu 5 đó. Và một thứ ba, hãy bắt đầu lắng nghe tâm linh của mình. Lắng nghe. Một thứ ba, đừng bao giờ mình sống hời hợt. Nhưng khi anh em cầu nguyện đừng có cầu nguyện nhanh quá. Giống như cầu nguyện ăn cơm, anh em biết cầu nguyện ăn cơm không? Ôi Chúa ơi, thánh hoan cái còn ăn cái amen, xong ăn xong. Chẳng biết mình cầu nguyện cái gì, tôi gọi đó là cầu nguyện ăn cơm. Cho nên mình muốn có một đời sống tâm linh mạnh mẽ, đừng cầu nguyện ăn cơm, mà phải cầu nguyện tương giao với Chúa. Tương giao là gì anh chị em? Hai chiều. Anh em nói và lắng nghe. Lắng nghe thử lòng mình nghĩ cái gì, Chúa đang mách bảo điều gì. Cho nên có người đến nói với tôi: "Bà Mục sư ơi, tôi vừa nghe Chúa nói ở lỗ tai." Nói: "Sao rồi? Làm gì có. Chúa không có nói ở đây." Chúa nói ở đây. Chúa nói trong tâm linh của anh chị. Chúa nói bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, bằng một sự ấn chứng nhỏ nhẹ bên trong lòng của anh chị, để anh em bắt đầu biết làm theo ý muốn của Ngài. Cho nên em hãy luyện tập điều đó. Trong Hebrew chương 5 câu 14 chép á: "Những đồ ăn đặc thì dành cho kẻ thành nhân, dụng tâm tư mình luyện tập mà biết phân biệt lành dữ." Anh em thấy không ạ? Nếu mình không luyện tập thì làm sao mình biết nghe tiếng Chúa? Phải luyện tập, phải để ý. Mỗi lần anh em bỏ một tiếng hay là nửa tiếng cầu nguyện với Chúa, hãy lắng nghe. Chúa ơi, Ngài nói con điều gì sáng nay? Ví dụ bây giờ tôi soạn bài giảng này ra để tôi nói với anh chị em, tôi cũng phải tập lắng nghe Chúa đó chứ. Chứ đâu ra tôi viết những lời này. Tôi phải ngồi xuống: "Chúa ơi, Chủ nhật này con nói điều gì cho anh em con đây Chúa? Kinh Thánh của Ngài thì bao la bát ngát này, con nói cái gì?" Và bắt đầu Đức Thánh Linh đến và Ngài nói: "Con ơi, hãy chia sẻ về tin cho dân sự của ta đi." Thôi đức tin thế nào Chúa? Đó, bước đi bởi đức tin. Rồi con post một câu học thuộc lòng Kinh Thánh lên đi. Đó là tôi post lên, nên thấy không ạ? Tất cả những sự đó đều có sự mách bảo bên trong, đúng không? Post lên, sau đó thì bây giờ con nói điều gì nữa? Con giải thích cho dân sự của ta thế nào là bước đi bởi đức tin đi. Rồi con giải thích cho dân sự của ta làm thế nào để xây dựng đức tin nó mạnh mẽ đi. Tôi gạch mấy cái đầu dòng và bắt đầu tôi triển khai ra. Tất cả những sự này nghe từ trong tâm linh để nói ra. Chứ nếu tôi không nghe từ tâm linh á, xin thưa anh chị em, tôi xin từ chức luôn. Bởi vì chủ nhật nào cũng giảng, lấy đề tài đâu giảng. Và có người nói: "Bây giờ tôi cạn vốn rồi, không biết giảng gì nữa. Đi học trường Kinh Thánh thì cũng chừng đã bài thôi, không lẽ lặp đi lặp lại." Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta không được ăn mana của ngày hôm qua. Amen. Mana ngày hôm qua nó chỉ tốt hôm qua thôi, hôm nay là nó sinh ra gì? Dòi bỏ hôi thôi. Cho nên tôi không muốn rằng cứ đến hội thánh cứ lặp đi lặp lại mấy cái bài giảng đó mấy. Tôi nói 3 câu thì dân sự chứ biết ông nói gì rồi. Thế thì hỏng hết. Tất cả đều hỏng hết. Cho nên anh em là người hầu việc Chúa, anh em phải tập lắng nghe Ngài. Anh em là người muốn thành công trong cuộc sống, hãy tập lắng nghe Ngài. Anh em là người muốn cho đời sống của mình tràn đầy những sự thú vị, tập lắng nghe Chúa. Tôi nói với anh chị em rằng Chúa chúng ta là vô tận. Người nào sống với Chúa không sợ bí, người nào sống với Chúa không sợ cũ, người nào sống với Chúa không sợ nhàm. Amen. Cho nên có thấy cũ nhàm đâu, phải chứ? Phải ở với Chúa. Và điều thứ ba là gì anh chị em? Tập lắng nghe bên trong mình. Giống như tôi khi tôi cầu nguyện cho anh chị em á, tôi phải lắng nghe chứ. Và tôi đặt tay lên chị em, vừa đặt tay lên nhưng mà tôi phải nghe Chúa. Chúa nói gì với người này Chúa? Không, phải không ạ? Có khi Chúa nói vợ chồng là mới cãi nhau đấy con. Thế tôi nói đó, ông này ăn năn sớm đây. Và tôi nói thế là đúng luôn. Sao tôi biết được? Phải không ạ? Phải tập lắng nghe chứ. Phải lắng nghe bên trong mình là Đấng đang ngự trong lòng anh em. Cho nên nếu anh em không để ý, không lắng nghe thì Ngài phán mà anh em không nghe được. Tôi lấy một ví dụ nha, anh em hiểu điều này liền à. Anh em mở bài giảng lên, anh em nghe một bài giảng của Chúa, mà đồng thời anh em mở một cuộn phim rất hay lên. Bắt đầu anh em vừa liếc bên này, liếc bên kia, liếc hồi, bắt đầu anh em bị thu hút bởi cuộn phim hay này. Rồi nửa tiếng sau bài giảng này cũng kết thúc, cuộn phim này cũng kết thúc. Tôi đố anh em biết bài giảng giảng cái gì, biết không? Chắc luôn. Tôi cũng bị như thế rồi. Nhưng mà thôi bỏ đi, bỏ cái đó đi. Cho nên trong đời sống tâm linh, khi mà chúng ta chú ý chỉ một mình nghe tiếng Chúa thôi đó, thì anh em sẽ nghe được. Còn anh em để cho lo lắng đời này, anh em để cho giàu sang phú quý, anh em để cho phim ảnh đời này, anh em để cho cái điều nọ điều kia nó phân tán, anh em không nghe được gì, không nghe được. Cho nên đã ở với Chúa rồi thì phải vào phòng kín đóng cửa lại. Chúa ơi hãy phán con nghe đây. Amen chị em. Đó là cái. Tóm lại bài giảng buổi sáng hôm nay tôi muốn đưa đến cho anh chị em là thế nào là bước đi bởi đức tin. Nghe cái câu này thì nó ngắn gọn, nhưng mà giảng ra mất cả tiếng đồng hồ. Bước đi bởi đức tin có nghĩa là bước đi theo sự dẫn dắt vô hình của Chúa. Và điều đầu tiên, Kinh Thánh là tấm bản đồ cho cuộc sống chúng ta. Anh em muốn khám phá cuộc sống, anh em phải khám phá bản đồ này. Thứ hai, thứ ba, cuộc sống không phải chỉ là cái gì ở đâu, mà nó còn là làm gì khi nào. Cho nên chúng ta cần phải phát triển khả năng lắng nghe tiếng nói của Chúa bên trong nữa, anh chị em. Và điều thứ tư là Chúa luôn luôn làm việc theo thời điểm của Ngài, chứ không phải thời điểm của chúng ta. Anh em không phải muốn cầu nguyện chữa lành cho ai thì cầu nguyện được đâu. Anh em không phải muốn giải cứu ai thì giải cứu đâu. Chúa muốn thì mới được, còn Chúa không muốn thì quên đi. Amen. Và thứ cuối cùng, cái cách để cho chúng ta phát triển đức tin, bước đi đức tin bên trong là gì? Có 3 bước. Thứ nhất là phải dành thời giờ tĩnh nguyện bằng lời, tĩnh nguyện bằng sự thờ phượng, tĩnh nguyện bằng sự cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Hãy siêng năng làm điều đó với một tấm lòng tha thứ. Thứ hai là anh chị em phải nghe nhiều những bài giảng, đọc nhiều những sách có sự sức dầu của Chúa. Hãy chú ý điều đó nha, có sự sức dầu, để cho Đức Thánh Linh dùng những lời đó xây dựng đức tin anh em lớn lên. Và điều thứ ba cuối cùng, anh em phải học tập lắng nghe bên trong mình. Chú ý lắng nghe, chú ý để lắng nghe, cố tình để lắng nghe. Và bằng cách đó từng bước anh em sẽ trở thành một con người tâm linh thật sự. Một người tâm linh. Anh em là một linh. Trước anh em không phải là một linh, nhưng bây giờ anh em là một tâm linh. Anh em có một hồn và đang sống trong thể xác này. Bắt đầu trong anh em sẽ xuất hiện những khả năng siêu nhiên. Xuất hiện những khả năng siêu nhiên. Anh em sẽ nhìn và anh em biết mọi sự. Anh em sẽ thấy được nan đề, thấy được mọi điều mà người bình thường không thấy được. Đó là cách bước đi bởi đức tin. Amen vậy em. Đấy là những gì tôi chia sẻ cho anh em. Anh em thấy khích lệ không? Có học được điều gì không? Anh em có học được điều gì không à? Bây giờ đến lúc chúng ta giao lưu nha. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.